xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình đang có mặt tại Núi Bà. Rồi đây là cái chỗ để xe. Rồi chút nữa mình vô mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi anh em đây nha. Đây là bến xe nha. Đó, một chiếc ô tô 50.000. Rồi đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó. Bến xe rất là lớn. Hôm nay là mùng 1 Tết nha mọi người. Hôm nay là mùng 1 Tết 2020. Đây Núi Bà đây. Rồi. Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Đây là cổng sau. Đây là cổng sau tại Núi Bà. Rồi, bây giờ mình đang đi. Đó, rất là đông nha mọi người. Đó, rất đông nha. Rồi, đây là chốt bảo vệ. Rồi, đây là chốt bảo vệ nha mọi người. Rồi. Đó, quán xá bán rất là nhiều. Ở đây đặc biệt là đặc sản bánh tráng nha. Rồi. Đó, bán rất là nhiều bánh tráng. Hôm nay thì rất là đông nha tại Núi Bà. Rồi đây là phòng bán vé nha. Rồi. Không biết là có giá vé có thay đổi không? Để đi vô mua vé. Đi vô mua vé em. Đỉnh lên cửa hang thì mua vé đi đâu? Mẹ đi đâu? Đi. Không ý là nó bán vé luôn. Rồi đây là chỗ bán vé và cộng nha mọi người. Đây là bán giá đây.
đâu mẹ đâu.